Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021 rồi các bạn nhé. Đấy, ngày cái đã 2021 rồi. Thì năm 2020 trải qua thì rất là nhiều, Việt Nam mình rất nhiều biến cố và thế giới cũng rất là nhiều biến cố. Thì là buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn phải đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay bên mình giới thiệu cho các bạn là chiếc sản phẩm là Samsung Lốt 8. Thì hôm nay nhà mình được về có Lốt 8 này, Lốt 8 giá rẻ các bạn nhé. Lốt 8 giá rẻ này thì là tình trạng là chỉ bị đốm màn hình này. Đấy. Nó bị đốm ở góc này. Đấy. Và đốm ở góc này. Thì màn con này thì là nó hơi bị ám một chút thôi. Màn thì gọi là hơi lưu ảnh một chút thôi. Hơi ám một chút thôi nhé. Đấy. Màn thì hơi ám một chút. Và bị đốm hai chỗ này. Đấy. Con này thì là bản hàn 2 sim 2 sóng. Đấy. Con này bản hàn 2 sim 2 sóng. Màn hình con Note 8 này là tràn viền 6,3 inch. Độ phân giải màn hình con này của nó là 2K các bạn nhé. Đây, ngoại hình thì con này cũng còn khá là ok. Còn 90%. Mặt kính chỗ này nó hơi bị chày chày vỡ vỡ chỗ này nhé. Đấy. Chày nhưng nó hơi dặn thôi. Đấy. Dặn dặn thôi nhưng mà nó không gân ở chỗ này đâu. Đấy. Đây. Con này thì mình sẽ thanh lý giá lợn chết và giá cực kỳ rẻ cho các bạn nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 2.300.000 nhé. Con Lốt 8 này thì mình sẽ bán cho các bạn với giá là 2.300.000. Các bạn mà mua về, ví dụ mà các bạn mà chạy Grab hoặc các bạn nổ đơn cộng đồng mạng Grab đánh giá con này Lốt 8 thì chạy ứng dụng hay là chạy Grab cực kỳ là nhanh và tuyệt vời luôn các bạn nhé. Đấy, Lốt 8 bản hàn 2 sim 2 sóng. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.300.000 nhé. Đấy, Lốt 8 thì nhà mình rất nhiều giá luôn. Con này là 2.3 này, rẻ nhất này. Và đây con màu xanh này. Đây nhà mình có màu xanh. Đấy, xanh con màu đen này nhá. Đấy. 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 À, con Lốt 8 màu đen này thì màn hình của nó thì là nó không ám nhá. Nó hơi bị lưu một tí phần ở dưới này thôi. Đấy, hơi bị lưu trữ một phần tí dưới này thôi. À, con này thì bên mình đang bán giá là 3.800.000 nhá. Con này thì không ám, chỉ hơi bị lưu phần dưới này. Bên mình đang bán giá là 3.800.000. Con màu đen bóng ấy nhá. Ngoại hình còn 90 trên 90%, rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, con này thì mình bán cho bạn giá là 3.800.000 nhá. Đấy. Đây nhà mình có 3 con và con này là 2.3, con này 3.800.000 này. Đấy. Và con này thì là gì nhỉ? 4.500.000 nhá. Con này tất cả ngoại hình đẹp nhá. Màn hình đẹp, không ám màu hay không lưu ảnh gì. Ngoại hình thì còn độ 90 trên 90%. Đấy. Đấy, ngoại hình còn 90 trên 90%. Đấy, con này thì bên mình đang bán mạng giá là 4.500.000 nhá. Đấy. Con này thì bên mình đang bán mạng giá là 4.500.000, cái màu xanh đấy ạ. Nói chung Lốt 8 các bạn dùng rất là sang và rất là đẹp nhá. Thứ nhất là đẹp ở cái hai, thứ nhất là đẹp nhất ở cái màn hình của nó. Bạn nói thật với các bạn, màn hình của nó quá tuyệt vời luôn. Các bạn xem phim 2K, 4K tuyệt vời. Những sản phẩm bên đời mới bây giờ nó thật các bạn chỉ thiết kế đẹp thôi. Nhưng thật đẩy nhanh và mượt, những sản phẩm không bao giờ bằng Samsung Lốt 8 đấy các bạn nhé. Đấy. Con này thì bên mình đang bán với giá là 4.500.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 màu xanh, máy đẹp này bên mình thì các bạn nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất. Một là qua Zalo. Đấy, dùng Zalo. Đây Zalo, số này mình Zalo nhá, 0966221789. Đấy, số này thì dùng Zalo này. Và các bạn có thể là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại này nhá. Nhà mình có hai số. Đây, 0833221. Đây gọi số 1, số 2 cũng được, gọi giúp mình nhá. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn có thể là qua trực tiếp cửa hàng mình để là giao lưu, trao đổi và mua bán. Ở xa thì bên mình có ship. Và hình thức mua hàng ở xa thì các bạn phải cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Đấy. Hàng bên mình thì là tất cả lỗi đổi mới một tuần và bảo hành 6 tháng. Và bên mình thì là gì nhỉ? Hàng bên mình thì các bạn có thể là gì nhỉ? Nhận lúc nhận hàng các bạn có thể là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán, nên các bạn mua hàng cứ yên tâm nhé, không phải lo các bạn nhé. Đấy, con này Lốt 8 đẹp này, 4.500.000. Đấy, rất là rẻ cho các bạn nhá. Màu xanh các bạn nhá. Đấy. Mai cũng là ngày nghỉ cuối tuần rồi thì mình cũng chúc các bạn là một ngày cuối nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc các bạn nhá. Đây, máy tầm hơn 1 triệu thì nhà mình nay về rất là nhiều đấy. A5 2017 thì hôm nay nhà mình về được 3 cây cơ. Đấy. A5 2017 thì mình so sánh những mức giá mà máy hơn triệu đây. Như con Vivo này. Con Vivo này thì hôm nay nhà mình vừa về con này, mình sẽ Vivo này là Vivo, mình sẽ xem Vivo gì các bạn nhé. Đây. Con này là Vivo Y91C. Đấy, con này thì là pin 4000, màn hình là 6 inch, hơn 6 inch.
thì là được cái nó là đời mới. Đời mới thì thiết kế thứ nhất là nó to, đời mới thiết kế thứ nhất là nó to này, và thứ hai thiết kế đẹp và to hơn. Chứ để cái đòi mà dụ như ở con này là con Samsung A7 2017 nhé, con này là Samsung A7 2017. Ba cái này của nhà mình đều là bản Hàn một sim này. Đấy. 3 2017 bản Hàn một sim. Giá bọn này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1,6 triệu thôi. Đấy, bọn này thì bên mình đang bán cho bạn với giá 1,6 triệu thôi các bạn nhé. Đây. Đây. Bọn này thì bên mình đang bán cho bạn với giá 1,6 triệu thôi để mình so sánh cho các bạn nhé. Con này thì nó cũng là gì nhỉ? Con này của nó là RAM 2 bộ nhớ trong 32GB. Nhưng mà để nói cái chip RAM của Samsung nó thật, tuy là ra 2017 thật. Con này thì ra đời mới thật, nhưng mà thật cái chip RAM nó xử lý nó thật các bạn. Nó thứ nhất là cái màn hình, các bạn nhìn màn hình nó khác hẳn luôn. Các bạn so sánh mình cho sáng hết nhất đi. Cái mình so sánh luôn. Thứ nhất là với giá là nói chung lúc nào có độ lag chậm hơn là cái bọn Samsung luôn. Này. So sánh cái độ sắc nét màn hình thì không bao giờ bằng Samsung luôn. Đây mình còn chưa tăng độ sáng đây, mình có tăng độ sáng hết này. Đấy. Tuy là đời 2017 thật nhưng mà cái Samsung nó thật với các bạn khỏi chê ở cái màn hình của nó. Màn hình con này là màn hình AMOLED. Thì là màn hình của nó là Full HD cộng nhá, cho cái màn hình cực kỳ là đẹp luôn. Đây. Đấy. Màn hình con này lúc nào nó to, nó đẹp hơn thật. Nhưng mà lúc nào cái màn hình nó là LCD mà. Nói chung là độ sáng không bao giờ bằng. Đấy, nó thật với các bạn Samsung. Các bạn dùng tuy mà đời đầu thật, nhưng mà các bạn mức giá mà tầm hơn 1 triệu ấy thì các bạn mua Samsung này hơn nhá. Tại vì các bạn mua Samsung này tuy màn nó cũng bình thường thôi, nhưng mà được cái là nó gì nhỉ, cái màn hình nó hiển thị nó sắc nét mà nó sáng đẹp kinh khủng luôn. Đến khi vào camera. Đấy, tùy các bạn mua thôi, các bạn thích đời mới, các bạn thích đời cũ cũng được. Đấy là mình tư vấn cho các bạn thôi. Đấy, camera đời tuy đời cũ nhưng mà cái màn hình, thứ nhất màn hình mà thứ hai chip RAM của bọn này dùng rất là sướng. RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Đấy. Cái bọn này thì bên mình đang bán các bạn giá là 2,7 triệu thì à gì sorry các bạn nhá, 1,6 triệu các bạn một con đấy các bạn nhá. Đấy, con này là con Samsung A7 2017. Bên mình đang bán các bạn với giá là 1,7 triệu, rẻ hơn giá các bạn đi thay màn hình nhá. Bình thường các bạn mà đi thay màn hình con này cũng phải gần 2 triệu rồi. Nhưng mình bán cả máy cho các bạn với giá là 1,6 triệu thôi nhá, rất là rẻ các bạn nhá. Ngoại hình thì còn rất là ok, phải một chút thôi. Đấy, nhưng mà được cái là cái màn hình nó rất là đẹp. Kéo lại dùng rất là ok các bạn nhé. 1,6 triệu nhá. Nhà mình bán đồng giá ba con này là 1,6 triệu này. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2017 1,6 triệu này các bạn nhé, hàng mình sớm nhất nhá. Các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc các bạn dùng rất là ok. Đấy, con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nó rất là dùng ok đây. Màn hình cực kỳ sắc nét nhá. Đấy. 1,6 triệu các bạn nhé, một con nhé, A5 2017. Đấy. Và tiếp đến thì đây. Và tiếp đến là con này là con A710 này. Đây. A7 2016 đây. Con này thì là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Màn hình con này rất là to. Nhưng mà được cái là màn hình của nó là AMOLED nhá, cho hiển thị hình ảnh cực kỳ tuyệt vời. Con này thì nhà mình về được hai con, đúng hai con. Đây. Đấy, hai con bản Hàn một sim. Đấy, màn hình thì màn hình AMOLED cho hiển thị cực kỳ là Full HD cộng luôn. Rất là đẹp luôn. Đấy. Con Z710 này thì bên mình đang bán bạn giá là 1,500,000 nhé. Đấy. 1,500,000 con Z710 này. Đấy, rẻ các bạn, như kiểu giá các bạn đi thay màn hình luôn. Z710 nhá, Z7 2016 này. Con này là 1,500,000, dùng rất là thích luôn mà pin nó to lắm. Đây. Pin này con này cực kỳ to, dùng rất là thích nhá. Đấy. Tầm giá 1 triệu các bạn mua những sản phẩm này rất là ok. Đây, màn hình nó đẹp hơn cái bọn ấy nhiều luôn. Đẹp hơn cái bọn mà nó cái hình hẹn rất là đẹp nhá. Đời mới bây giờ chỉ cái thế đẹp thôi, pin trâu thôi. Nhưng mà để nói cái màn hình cái đồ hiển thị bọn này rất là đẹp thôi. Đấy, 1,500,000 hai con này nhá các bạn nhá. Đấy. Còn Vivo Y91C này thì mình bán cho các bạn là 1 triệu ấy thôi, 1,700,000 thôi. Đấy, 1,700,000 nhưng mà đời mới các bạn nhá. Đây. Và tiếp theo là con này. À, con này là con hôm nay mình về con gì đây? Mình sẽ xem các bạn con gì đây. Con này là con Oppo A57, con này là Oppo F3 Lite, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Con này thì có nút home vật lý và vân tay đấy các bạn nhé. Con Oppo F3 Lite này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 1,400,000 nhé. Ngoại hình con này 90, trên 90%. Hôm nay mình vừa mới về được con này xong. Oppo F3 Lite đấy. Đấy. Nói chung là mỗi người một bạn sở thích nhé. Đấy, con này thì là 2 sim 2 sóng, còn bọn Hàn kia nó chỉ 1 sim thôi các bạn nhé. Đấy, Oppo F3 Lite 1,4 triệu các bạn nhé. Đây,
Z510, Z5-2016 này. Z5-2016 này thì là bản Hàn 1 SIM. Đây, được cái là màn hình của nó là màn hình AMOLED. Đấy, cho hiển thị cực kỳ là ok. Đấy, ngoại hình nó rất là ok nhá. Đấy, rất là đẹp, đẹp đen keng xà beng luôn. Đấy. Bọn này thì bên mình đang bán khoảng giá là 1.1 triệu nhá. Con này là con Samsung gì nhỉ? A5-2016. A5-2016 1.1 triệu nhá, bản Hàn 1 SIM. Màn hình AMOLED, đấy, cho hiển thị hình ảnh cực kỳ tuyệt vời đấy. Các bạn nhìn Samsung thì khỏi phải chê luôn. 1.1 triệu cho các bạn nhé. Con này Samsung này 1.1 triệu này. Rất nhiều để rẻ cho các bạn này. Đây, mình còn mấy con đây. Đây, Z5 Pro. Đấy, Z5 Pro các bạn dùng cũng rất là thích. Đấy, Z5 Pro thì màn hình cũng là màn hình AMOLED. Nói chung là hiển thị của màn hình AMOLED thì các bạn khỏi tuyệt vời luôn. RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB. Nói chung là RAM của Samsung các bạn khỏi phải chê luôn. Nói chung là chip của công ty, chip xịn mà. Thì nó dùng rất là tuyệt vời. Đấy, màn hình cũng AMOLED, bản Hàn 1 SIM. Con này thì bên mình đang bán giá là 1.4 triệu nhé. Hôm nay tiếp tục về Z5 Pro này. 1.4 triệu cho các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 Pro thì các bạn nhà hàng sớm nhất nhé. 1.4 triệu cho các bạn nhé. Đây. Đây, hôm nay nhà mình về là con này là con gì nhỉ? S9 Plus. Đấy, hôm nay nhà mình về là con này con Samsung S9 Plus nhé. S9 cộng, con này là bản Hàn nhé. 2 SIM 2 sóng. Ngoại hình con này thì là còn 90 trên 90% nhé. Đấy. Đây. Con S9 Plus này. S9 Plus này thì mình sẽ xem chip và RAM này. Con này thì màn hình tràn viền 6.2 inch, độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Cấu hình con này là RAM, con này mình sẽ xem chip của các bạn nhé. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy, con này đã chạy được Android 10 các bạn nhé. Con S9 Plus này, ngoại hình còn 90 trên 90% đấy ạ. Con này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 4.800.000 nhé. Con này thì mình sẽ xả cho bạn giá là 4.800.000 S9 cộng đấy các bạn nhé. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S9 Plus thì các bạn hàng sớm nhất nhé. Đấy, rất là 4.800.000. Dùng rất là sướng luôn. Đấy. Đấy nhá, 4.800.000 cho các bạn nhá. Đây, nói chung máy ngoại hình đẹp luôn. Màn hình đẹp leng keng luôn. Đấy. Đây, S8 nhá. S8 đây, nhà mình về con này thì màn hình đẹp nhá. Không ám ố gì. S8 màn hình đẹp không ám ố gì. Đấy. RAM 4 bộ nhớ 64GB. Màn hình của nó là 5.8 inch, độ phân giải của nó là 2K các bạn nhé. Đấy. Ngoại hình con này thì còn độ 90%. Viền thì có hơi phẩy theo thời gian các bạn nhé. Cái viền bạc của nó thì hơi phẩy theo thời gian này. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3 triệu gì nhỉ? Màn hình đẹp con này bên mình đang bán bạn giá là 3.3 triệu nhé các bạn nhé. Con S8 nhỏ này. Bên mình đang bán bạn giá là 3.3 triệu nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 nhỏ này các bạn nhà hàng là sớm nhất nhé. Đấy, bên mình màn hình 2K. Các bạn xem phim 2K, 4K cực kỳ tuyệt vời. Đấy, bên mình đang bán giá là 3.300.000 con S8 nhỏ này các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 nhỏ này các bạn hàng nhìn sớm nhất nhá. 3.3 triệu nhá các bạn nhá. Đấy, nó 8 mà cũng thấy mình cũng giá được hợp lý đấy. Đấy. Và hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được con này là Samsung gì nhỉ? A7-2018 nhá. Con Samsung A7-2018 con này là bản Hàn 1 SIM. Màn hình của nó là tràn viền 6 inch. Con này thì màn hình của nó cũng là AMOLED Full HD cộng các bạn nhé. Đấy, con này thì 3 camera, 1 điện flash, ngoại hình còn 90 trên 90%. Con A7-2018 này thì bên em đang bán cho bạn với giá là 2.500.000 các bạn nhé. Đấy. 2.500.000. Đấy, và bây giờ thì cũng muộn rồi và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình về được mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thành lý cho các bạn. Thì các bạn tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá tiếp, thì các bạn ưng nào sản phẩm bên mình các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình đặt hàng nhé. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn thể là qua trực tiếp cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi và mua bán. Thì ở xa mình có ship, và đây địa chỉ cửa hàng mình. Dụ các bạn mà dùng sản phẩm mà bên mình bị lỗi thì các bạn có thể là gửi trực tiếp qua mình để sửa chữa và giữ các bạn nhé. Đấy, và xin chào và hẹn lại clip vào tối ngày mai các bạn nhé.